rồi các bạn cùng xem nha. Hôm nay mình quay chiếc Kubota DC 903 cùng chiếc máy kéo các bạn. Đó, anh em đang chuyển trên lộ, đang vượt qua cầu nha. Lên đó một cây cầu ở sau lưng mình là tiếp tục thêm một cây cầu nữa nha các bạn. Chính ba này nói hàng quá dữ. Chạy đâu? Rồi, tiếp tục các bạn. Chính ba. Dữ quá vậy. Sững sững luôn á. Ừ. Ở đồ này cao không? Không có bình thường. Thì là qua chạy bên kia nha các bạn. Dân cư bình đông ngàn, kẻ bổ cầu đó ngàn, bầu bố bây giờ kiếm mười ngàn, bữa sáng bây giờ kẻ bổ luôn kiếm mười ngàn. Cái gì mà anh em nói thì chỉ qua bên đây, không biết chạy chỗ nào nha. Cái này thì chiếc ba ít chai nha các bạn. Wow, xe tải qua mặt xe tải luôn. Wow, chiếc máy kéo chạy trước.
cho tới 5 tấn lận. Mình này có 3 tấn à. Đi bình thường. Nhường xe các bạn ơi. Nguyên một đội công đoàn. Rồi gió. Đi thuyền lên trên một cái cầu. Máy này thì theo mình thấy thì để là cơ sở của Hoàng Giang nha các bạn. Của cơ sở Hoàng Gia.
tới đâu nha các bạn. Này cũng mấy cây số á. Vậy là không gầy chạy động ở Cà Mau dưới á. Mới về bữa nay luôn. Từ Cà Nhung chạy về đường chuồng đó ha. À, phải rồi, tôi nhớ hình như là hồi mỗi lần hình như là cái nhà có đậu chiếc 70 trước. Đúng rồi. Rồi bây giờ là lên cây này ha. Ờ. À. Có nhà có cây chiếc 70 vậy hả? À, phải rồi, nhớ rồi, anh nói nhớ rồi. Xa ghê trời. Các bạn chạy chưa thấy tới. À cha, ở đây nó có xà nè các bạn ơi. Chắc có tới tới khu này á. Có bà có ghe lúa quá trời luôn rồi. Anh em
anh em đang chuyển một cái đoạn đường dài như thế nào luôn nha, xa cỡ nào nha. Xa ghê luôn á. Chúng ta nãy giờ chạy không biết bao xa. Chuyển cho đường lộ. Lộ này thì lộ của bên Gò Qua qua Thủy Liễu nha các bạn. Cuối cùng cũng đã tới. Nó chuyển dài ghê trời. Thấm thấm luôn á.